He was handed leaflets calling him to account for the murder of the Vietnamese people. Hello, chào các bạn. On October 15th, 1965, đây là hình ảnh năm 60-65 là người Mỹ đang biểu tình chống lại chính phủ Mỹ, bỏ bom Việt Nam rồi là đánh Việt Nam rồi đưa quân sang đánh chiếm Việt Nam. Ok, hello, chào các bạn nhé. Sorry, if I'm not quick. Chào các bạn. Đây. Rất là nhiều người, hàng mười mấy ngàn người xuống đường để đấu tranh đòi tự do cho Việt Nam nhé. Chào các bạn. Lý do tại hôm nay Lê Sả lên đây nói chuyện là tại vì vừa nãy Lê Sả có xem cái một cái clip của cái thằng nào chọc đầu ở Úc này, thằng nó gọi là tên là gì Lê Sả cũng chẳng nhớ nữa, nó đầu nó chọc á. Chào các bạn nhé, chào Hoàng Hiếu, Henry Trần, Trần. Chào Banh à, Benny Banh chứ không phải Henry Banh à. Lê Sả không có biết nó tên là gì, nhưng mà nó nói về cái chuyện là cái tàu hạm đội của Mỹ vào Việt Nam, rồi dân Việt Nam cầm cờ Mỹ để giống như là đón cái tàu đó. Thì bây giờ Lê Sả cho các bạn xem là một cái rất là nhiều nơi biểu tình chống chiến tranh ở tại Mỹ. Đây là năm 60 năm, đây nhá, có ghi 60 năm là biểu tình năm 60 năm, rồi biểu tình vào năm 69. Đây là năm 69. Ok. Đó, không biết các bạn nhìn nó rõ không? Đây là năm 69. Vừa nãy là năm 65 là dân Mỹ biểu tình nhá. Đó, xuống đường rất là nhiều. Rồi 60 năm 69. Rồi năm 70 là ở Kent, rất là nhiều người xuống đường biểu tình và bị nó bắn chết, bọn Mỹ nó bắn chết mấy người vào ngày mùng vào ngày mùng 4 tháng 5 năm 70 là người Mỹ xuống đường và biểu tình, và sinh viên biểu tình và bị bắn chết mấy người ấy, bao nhiêu người bị thương nữa, rất là nhiều người biểu tình, các bạn nhìn thấy không? Nếu mà ai mà muốn tìm hiểu thêm ấy, thì cứ lên trên YouTube ghi vào là biểu tình chống chiến tranh Việt Nam, viết bằng tiếng Việt cũng được, hoặc là chữ protest, Vietnam War protest, thì mình viết chữ Việt Nam and then chữ để có gì lên xả ấy lên Việt Nam nói là tại vì nghe cái thằng Banh á nó nổ lanh tanh bành lên, nó nói là hạm đội của Mỹ vào thì tại sao lại lại mừng, rồi cái đó là giống như là tuyên truyền trước hết là chào tất cả các bạn. Cái thứ hai là nói cho với những cái người mà bị cái bọn lãnh đạo cộng đồng nó nhồi sọ đó. Tao nói cho chúng mày biết thế này này. Tao năm nay là tao sống nửa đời người rồi. Tao sanh ra trong thời chiến tranh. Lúc chiến tranh là tao có mấy tuổi? Có mấy tuổi thôi.
cái mà cộng sản nó nhồi vào sọ. Tao học ở dưới dưới cái trường cộng sản đây, ok, năm nay tao 50 tuổi rồi, ok, thế là đủ hiểu rồi. Gì thì bây giờ xưng tao hay là xưng cái gì? Đại khái là Lisa đã sống ở trong cái đất nước Việt Nam và học dưới mái trường cộng sản, và Lisa nói để cho các cụ chống cộng biết thế này này: tôi là cái người mà được cộng sản nhồi sọ như thế nào, năm mình có mấy tuổi thôi đã phải ngồi trong một cái thúng để chạy đi sơ tán, chạy loạn. Cái đó là bom nó dội vào đầu, cho nên phải sơ tán hết những cái thành phố, phải sơ tán hết. Cho nên cái đó là cái mà cộng sản nhồi sọ vào đầu ấy, là bom mà Mỹ nó thả vào đầu ấy, nó nhồi sọ vào đầu cho nên phải chạy. Tất cả thành phố đều, ai ai sanh ra trong cái thời đó đều phải chạy hết, đều tất cả phải đi sơ tán hết. Lisa nghe nó nói mà Lisa lộn ruột quá. Rồi nó bảo là cộng sản nhồi sọ cho những cái người ở miền Bắc á, người ta không biết, cho nên là học rồi nhồi vào sọ là để đi vào đánh chiếm miền Nam. Ok, thì Lisa, đây là Lisa sanh ra trong cái thời đó và Lisa đã sống ở trong cái chế độ đó và học ở đó, thì Lisa bây giờ Lisa là nhân chứng sống để nói cho những cái người chống cộng biết cộng sản nhồi sọ như thế nào. Sorry nhé, mở cửa cho cái thằng này. Người dân Mỹ người ta đã phải biểu tình chống chiến tranh, ok. Đây nữa cho các bạn xem, tại vì rất là nhiều, cứ lên trên YouTube và xem rất là nhiều. À, đây người ta nói là hãy chấm dứt ngay chiến tranh Việt Nam. Lý do tại sao người Việt Nam mình đâu có thù người dân Mỹ đâu, vì chính dân Mỹ nó họ cũng đâu có muốn xảy ra chiến tranh đâu. Xảy ra chiến tranh họ phải đi làm, họ phải đóng thuế, bao nhiêu thuế của họ họ đẩy vào trong cái chiến trường, rồi con em của họ phải đi ra nhập ngũ, để nó bắt phải đi nhập ngũ để chiến đấu đó. Trong khi cái cuộc chiến tranh này là vô nghĩa, nó không có cái gì có lợi cho đất nước của nó cả, mà trong khi đó lại mang con em của người ta, rồi người ta phải làm để người ta trả cho cái cuộc chiến tranh đó. Và chính những cái người đó người ta nói là cộng sản người ta đấu tranh chiến đấu là vì đất nước của họ, ok, cái đó là điều đúng. Và người Mỹ đã ủng hộ wrong side, wrong side có nghĩa là ủng hộ cái phía phía không đúng, sai phía, sai phe đấy, ủng hộ sai phe đấy, cái phe mà nó không cần đánh, nó chỉ cần đô la thôi, cho nên bao nhiêu tiền của đấy đổ hết vào cái miền Nam đó, ok. Thì cái thời năm mà Mỹ nó mang cái hạm đội đầu tiên vào trong cái Việt Nam ấy, hình như Lê Sàng nghe hình như cũng là cái hạm đội ngày hôm nay quay trở lại. Nhưng người ta quay trở lại là để làm ăn kinh tế, hợp tác toàn diện với Việt Nam. Nó bảo là tại sao người Việt Nam là thù Mỹ mà lại mừng Mỹ. Mỹ ngày xưa vào Việt Nam với tư cách xâm chiếm, còn Mỹ ngày hôm nay là vào Việt Nam với tư cách là một khách mời và vào hợp tác làm ăn và được phép của cái chính quyền đó thì mới được vào. Và khi vào phải mang cờ, không phải là nó ngoại giao mà nó phải mang cờ, mà bắt buộc anh phải mang cờ, treo cờ Việt Nam. Lý do tại sao? Cũng như là những người mang cờ vàng ở đây không thể treo một cái cờ vàng ở một cái trụ sở nào hết nhá. Nên xả nói cho những cái người mà đầu óc vẫn còn
ngày xưa ấy hiểu á, lý do tại sao mà nó bắt các vị là phải treo hai lá cờ, một cái lá cờ chủ quyền và cái lá cờ của cộng đồng nhé, community, là cái cộng đồng người Việt Nam có cái lấy một cái lá cờ lên nói đây là đại diện cho cái cộng đồng của chúng tôi. Ở đất Úc này nó chỉ chấp nhận là cái lá cờ là của cái cộng đồng đấy thôi, hiểu không? Lấy con mèo con chó gì vẽ lên bỏ đây là cái đại diện cho cái cộng đồng của tôi cũng được đó. Cho nên là người ta bắt phải treo hai lá cờ. Nếu mà anh mà treo một lá cờ ở một cái trụ sở đấy có nghĩa là đất nước này của anh rồi, đúng không? Cho nên lý do tại sao mà Mỹ nó vào Việt Nam nó phải mang hai lá cờ là như vậy. Cũng giống như ở đây, các vị phải mang hai lá cờ khi mà cầm lá cờ Việt Nam, Việt Nam Cộng Hòa và cái lá cờ của cái xứ sở này. Bắt buộc các vị phải cầm hai lá cờ, các vị không được quyền cầm một lá cờ, lý do là như vậy. Ok. Còn tại sao người Việt Nam ngày hôm nay người ta vui mừng để người ta đón? Tại vì đất nước hòa bình rồi, hợp tác làm ăn kinh tế, hợp tác toàn diện. Đó, ngày xưa các vị cấm người ta là những ai mà mang cờ cộng sản rồi bắt tay với cộng sản, rồi quay về làm ăn với cộng sản, có nghĩa là bắt tay cộng sản, là cộng sản. Vậy thì các vị nghĩ gì khi mà người Mỹ quay lại làm ăn bắt tay với cộng sản? Các vị thường thường vẫn cứ biểu tình loạn xì bao ngầu lên là người Việt Nam ở đây họ 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 bắt tay với cộng sản mà. Việt Cộng nằm vùng mà. Bây giờ Úc này, Mỹ này, Canada này, everywhere, tất cả mọi nơi đều bắt tay với cộng sản, có nghĩa là cộng sản ạ. Đúng không? Sao các vị không nghĩ bây giờ ngồi cười cộng sản, bây giờ người Việt Nam lại vui mừng đón Mỹ? Thế tại sao ngày xưa các vị biểu tình bất cứ ai hợp tác với Việt Nam, sao bây giờ các vị không nên Nhà Trắng kìa các vị biểu tình đi, đúng không? Trời ơi mệt quá, nên sáng nghe cái thằng chọc đầu nó nói mà bực hết cả người muốn lên nói luôn đấy. Rồi ngày xưa người dân dân Mỹ họ đâu có, nếu nhá, nên sản nói nếu như dân Mỹ họ mà cũng đồng lòng với lại chính phủ Mỹ để mà đánh Việt Nam, Việt Nam không có thể nào thắng được. Nó cho hai quả bom nguyên tử vào lỗ cái bùm một cái thì chết hết chứ làm gì. Nhưng mà nó không thể nào làm được như vậy. Tại vì cái chiến tranh nó là bất hợp pháp, đúng không? Xong rồi nó nói là tại vì miền Bắc xâm lược Việt Nam rồi, miền Nam rồi, cho nên Mỹ nó phải mang bom ra nó bỏ. Tao nói cho mấy cái thằng ngu chúng mày biết đây này này. Miền Bắc tiếp tế cho mặt trận giải phóng để đánh bọn Mỹ xâm lược Việt Nam, ok? Thế nếu như chúng mày nghĩ rằng Mỹ nó sang nó giúp chúng mày, ok? Vậy thì Trung Quốc, Liên Xô nó giúp cho miền Bắc, tại sao thằng Mỹ nó không mai đem bom sang bên đấy nó bỏ đi mà nó lại bỏ ở miền Bắc? Đó. Mỹ, miền Bắc mà không có Trung Quốc với Liên Xô nó ủng hộ thì làm sao miền Bắc thắng được, đúng không? Tại sao thằng Mỹ nó không bê bom sang đấy nó dội, nó lại dội dân miền Bắc? Nó thua là nó, cái thứ nhất nó thua đậm một cái là nó mang bom ra nó bỏ vào dân miền Bắc. Cho nên bao nhiêu người, tất cả chính dân miền Bắc á, bắt đầu mới sôi máu lên, đúng không? Đằng mẹ nó cũng chết rồi. Không lẽ tao ngồi tao chờ chúng mày Bắc tiến để chúng mày ra chúng mày đập tàu à? Người ta bố mẹ chúng tôi, ông bà chúng tôi phải tình nguyện để đi bộ đội rồi xung phong đi bộ đội, đằng nào cũng chết không, ngồi đấy chờ để nó bỏ bom lên đầu cũng chết. Thế đi bộ đội để chiến đấu, để giành lại cái quyền sống cho con cái mình sau này, có ngày hôm nay là tại sao mà Mỹ nó thua là nó thua cũng vì như vậy đấy. Nó nghĩ rằng nó dùng bom đạn rồi những cái súng đạn hiện đại để nó đánh được người Việt Nam, tại Việt Nam quá nhỏ bé đi. Nhưng mà nó không ngờ cái ý chí của dân miền Nam Việt Nam á, người ta kinh khủng lắm. Nó thắng hết tất cả là bởi vì như vậy.
chứ không có đơn giản thì là chúng nó cứ nghĩ là ồ dân miền Bắc nghèo khổ lắm cho nên là bị cộng sản nó nhồi sọ rồi đi vào trong miền Nam để chiến chiếm miền Nam. Tôi đây này đi học đang học với còi nó kêu hú còi ầm lên máy bay nó tới nó bỏ bom phải chạy chui xuống hầm. Ok, cái đó là nhồi sọ đó, đâu cần ai nhồi sọ nữa, cái đấy là mẹ đằng nào tao cũng chết rồi, tao chơi mày luôn đúng không? Đấy là cái đấy là đương nhiên rồi, các vị không mất cái gì, các vị được sang Mỹ sung sướng, các vị còn thù như thế, huống gì gì như chúng tôi, huống gì như chúng tôi bị nó bỏ bom xuống đầu này, nhà cửa đổ lát, chúng tôi không biết thù à? Các người biết thù hận, chúng tôi không biết thù hận à? Biết chứ, con người mà, người Việt Nam có một cái, nói chung là cũng là người Việt Nam, tại vì người ta theo cái chế độ đó thì người ta hận. Nhưng mình theo cái này mình bị trực tiếp bị bom đạn nó xuống đầu, mình không biết hận à? Mình cũng biết hận chứ. Họ chỉ mất của cải, họ tụt quần, họ chạy đi, họ sang nước ngoài họ sung sướng rồi xong rồi họ ngồi ấy họ thù hận. Còn người miền Bắc chúng tôi thì sao? Tại sao không biết thù hận? Các người biết thù hận, chúng tôi không biết thù hận à? Đúng không? Nên xả nói thật, nên xả đã nói nhiều lần rồi, nên xả chả biết gì ở Việt Nam, chả biết gì về 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 cờ vàng được viết gì hết. Chỉ biết là mình lớn lên rồi bị bom đạn rồi mình chạy rồi này kia các thứ, chẳng có thù hận này, xong chiến tranh xong là xong thôi. Đến khi sang bên này mới thấy chúng nó ầm mỹ lên chống cộng rồi treo cờ đầy đường ấy, mình lại mình chặt nước chân giáo sang, mình chẳng biết cái cờ gì, thấy cả một cái khu phố cái giống cái ở trên Phước Xoài cơ, cái khu đấy nó treo cái cửa tiệm nào nó cũng treo một cái cờ nhỏ nhỏ, cờ vàng nhỏ nhỏ, nên xả chả hiểu cái cờ gì, nên xả lại tưởng là ngày xưa mình hay đọc truyện mà thì cái mình biết, mình nghĩ là hay là nó có cái dịch tả cho nên là ta chỗ này nó có cái dịch tả gì á, cho nên người ta treo lên để cho mình biết là ở chỗ này bị dịch tả. Không có biết đâu. Thế sang đây rồi bắt đầu mới từ từ mới thấy các ông các bà ấy hô hào ầm ĩ nên là chống cộng rồi là này kia các thứ. Lúc đấy thực sự với mọi người là thấy chúng nó chống cộng ác quá, mình cũng có cảm giác, mình cũng kiểu như là mình hồi mình còn nhỏ mà mình cũng cảm giác như ồ cái bên này nó như thế, nó mạnh như thế, mình cũng sợ chứ không phải là sợ, ví dụ như là cũng nó tế nhị á, đôi khi mình không nói chuyện cờ đỏ cờ đen cờ vàng cờ biết gì hết, đại khái là vậy. Nhưng về sau từ từ đi sao mới ngồi đi sao mới tìm hiểu đi sao mới lên mạng đi xem chiến tranh Việt Nam lý do tại sao có cái chiến tranh này, và Lê Sàng lên trên mạng để tìm hiểu và xem, thì lúc đó Lê Sàng mới táo hỏa tam tinh ra. Lê Sàng bảo tại sao chúng nó cứ nói là miền Bắc chiếm chiếm miền Nam, tại sao người Mỹ người ta lại nói như thế này. Lê Sàng xem từ người Mỹ, tại vì mình phải phải xem từ hai phía mà, tại sao người ta lại biểu tình như thế này hả? Nếu như thực sự cái cuộc chiến tranh này mà chính nghĩa thì tại sao dân của họ lại phải biểu tình đúng không? Thế cho nên ngày hôm nay dân Việt Nam mình á, đâu có thù hận gì dân dân Mỹ đâu, mà tại sao không chào đón được họ mà họ là một người bạn, người quay lại với danh nghĩa là bạn bè chứ không phải là danh nghĩa là để đi đánh nhau nữa. Sao cái bọn ở bên này sao nó ngu thế không biết được.